Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 20 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng họp phiên trụ bị thông qua quy chế bầu cử. Cộng hòa Azerbaijan khôi phục lại hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam sau 25 năm gián đoạn. Những chuyến tàu vận chuyển hàng Tết phục vụ cán bộ chiến sĩ và cư dân sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trụ bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Đại hội, điều hành phiên họp. Đại hội đã biểu quyết tán thành nhất trí cao thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Chủ tịch đoàn chủ tịch là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Đại hội bầu đoàn thư ký gồm 5 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng do ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.510 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội. Trong buổi chiều, đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn. Xử lý kiến nghị của các đại biểu và đơn thư tố cáo. Vào ngày mai 21 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Cùng với chuẩn bị các văn kiện trình đại hội thì vấn đề chuẩn bị nhân sự, đặc biệt là nhân sự chủ chốt cho đại hội là công việc hết sức hệ trọng. Đây cũng là công việc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tiến hành dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tại rất nhiều kỳ họp các kỳ hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 14 mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã hai lần thông qua phương án nhân sự, trong đó có 4 chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước để giới thiệu tại Đại hội 12 của Đảng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cách làm dân chủ, thận trọng và trách nhiệm này tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các đại biểu dự đại hội. Thưa các đồng chí Trung ương, phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11. Đây là phiên họp cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trước khi diễn ra Đại hội 12. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 12 với số phiếu rất tập trung. Để có được sự thống nhất cao về 4 nhân sự chủ chốt để giới thiệu ứng cử vào các chức danh Tổng Bí thư khóa 12 và Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2020 cho Đại hội xem xét quyết định, Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu đến 2 lần cho từng chức danh. Qua 2 lần, số phiếu đều rất tập trung. Cách làm thận trọng, dân chủ, trách nhiệm này đã nhận được sự đánh giá cao của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Việc bàn và giới thiệu nhân sự được tập trung thống nhất rất cao thì cho thấy là sự đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành Trung ương là hết sức có ý nghĩa. Bởi vì sự đoàn kết thống nhất trong Trung ương sẽ là hạt nhân để mà chúng ta xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đại hội 12. Và Đại hội 12 thực hiện được đoàn kết thống nhất cao độ như thế thì mới thực hiện được đoàn kết thống nhất cao độ trong toàn Đảng, trong nhân dân và dân tộc. Nhất là vào giờ phút mang tính bước ngoặt này. Tôi nghĩ cái cách làm như vậy nó rất là cần thiết. Nó đảm bảo cái dân chủ, nó đảm bảo cái chặt chẽ, đảm bảo một cái sự vững chắc để xứng với cái lòng tin cậy của toàn Đảng, toàn dân của chúng ta. Thì lần này tôi nghĩ là cách làm như vậy là tốt. Và tôi tin là đã là có cách làm tốt, theo đúng quy trình, thận trọng, chú đáo, thì chắc là đại hội sẽ hưởng ứng,
sẽ ủng hộ. Sự cẩn trọng, trách nhiệm trong chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội 12 đưa ra những quyết định sáng suốt về nhân sự. Hội nghị thì dân chủ thảo luận rồi là bàn bạc để là cân nhắc và đi đến một cái sự thống nhất rất cao. Những đồng chí là bốn chức danh chủ chốt chúng ta chuẩn bị càng kỹ, chủ động, chuẩn bị tốt thì là đến đại hội nó sẽ tốt. Phương án lựa chọn đối với các cán bộ chủ chốt là hết sức dân chủ, đã lựa chọn ra được những cán bộ của Đảng và Nhà nước có tâm, có tầm và xứng đáng để giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt và trình đại hội lần thứ 12 này. Với suy nghĩ của một đại biểu thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi rất tin tưởng vào sự giới thiệu của Trung ương, của Bộ Chính trị đối với các cái phương án nhân sự này, trong đó có phương án nhân sự đối với bốn chức danh chủ chốt lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mới đây trao đổi với báo chí, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng cho biết, trên cơ sở thảo luận, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định trong số các nhân sự quá tuổi đang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 phải có ít nhất một người ở lại để đảm bảo tính kế thừa ổn định và tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ. Tập thể Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất rất cao, giới thiệu một đồng chí ở lại tham gia khóa 12. 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều xin rút để tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Do đó, đây là nhiệm kỳ có số Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất. Các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài cũng thiết tha mong muốn và kỳ vọng lớn Đại hội của Đảng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thành công trong nhiệm kỳ mới. Ghi nhận của các phóng viên thời sự trước thềm đại hội. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào thành công của Đại hội 12 chính thức diễn ra vào ngày mai và cho rằng Đại hội lần này của Đảng đặc biệt quan trọng bởi bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thuận lợi cũng như nhiều khó khăn thách thức đan xen. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới rất cần những người trong sạch, đủ đức, tài và dám nghĩ, dám làm vì lợi ích quốc gia dân tộc. Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương sẽ là những đồng chí có đức, có tài và có quan điểm đường lối vững vàng để mà lãnh đạo đất nước chúng ta đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Chúng tôi kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn thương yêu nhân dân và luôn đưa ra những chính sách đổi mới trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, an ninh quốc phòng để xây dựng nước Việt Nam ta ngày càng vững mạnh và phát triển. Quan trọng nhất đó là cái phẩm chất. Mà cái phẩm chất phải thứ nhất á, phải vì dân. Bởi vì chúng ta làm sao đó mà dân giàu thì nước mạnh, làm sao để đồng viên được cổ vũ nhân dân tập hợp được cái sức mạnh của đại đoàn kết của toàn dân và đặc biệt là cái nông dân trong thời điểm này. Theo tôi, công tác cán bộ vẫn là điểm mấu chốt trong đại hội Đảng lần thứ 12. Đồng thời, ngoài việc lựa chọn nhân sự để lãnh đạo đất nước thì cần kiên quyết loại bỏ những trường hợp thoái hóa biến chất có dấu hiệu tham nhũng, tham gia vào lợi ích nhóm vào các bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng. Nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu dự đại hội sẽ phát huy cao độ tinh thần tập trung dân chủ trong việc lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa tới. Bởi việc này đặc biệt có ý nghĩa với tương lai của đất nước. Làm sao cho cái bước đi 5 năm tới của nước ta đó là đừng có bị tụt hậu. Ta bước đi 5 năm thì đừng có để là thua thế giới đến 10 năm. Có nghĩa là ta tụt hậu rồi. Cho nên đó, là tôi tin cậy vào những người đại biểu đi dự đại hội đảng. Nhất là các đồng chí hiện nay là đại biểu đương nhiên, có nghĩa là các đồng chí trong ban chấp hành khóa 11. Phải thật sự tỉnh táo, phải thật sự sáng suốt để quyết định cái tương lai và vận mệnh 5 năm tới của đất nước. Trong cái tình hình Biển Đông hiện nay phức tạp như thế, đấy, cái tình hình kinh tế như thế, mà bây giờ mình lại vào hội nhập cả xuyên Thái Bình Dương, cả EFTA, nhiều thứ lắm. Cho nên tôi thấy rằng là phải chọn những cái người xứng đáng, đủ tầm cỡ, vì dân, vì nước, vì cái tổ quốc này mà làm việc hết sức mình để làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng của dân. Tôi mong muốn như thế. Hết sức chú trọng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt,
trong sáng. Nhân dân đòi hỏi những người lãnh đạo trong thời kỳ này ấy, cũng như các thời kỳ trước thôi, là phải trong sáng, không có những cái lợi ích cá nhân nó xen vào, không có những cái biểu hiện cửa quyền tham nhũng. Như vậy thì nhân dân sẽ tin tưởng. Người ta bây giờ ta nung nấu lắm, cái nghị quyết 4 ra đời mà rồi người ta thấy là cán bộ lãnh đạo mà không sạch ấy, tham nhũng ấy, thì không được. Thứ hai nữa là những cái ông ấy, nhất là những cái ông mà chủ chốt là phải dám đổi mới, chứ nếu bỏ thủ là không được. Thứ ba nữa là phải đoàn kết. Thế bây giờ nếu không ai thì nó mất đoàn kết rồi, không làm gì được hết. Cùng với vấn đề nhân sự, nhân dân cũng tin tưởng và mong muốn nhiệm kỳ tới Đảng sẽ đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Nhân dân đã, đang và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đặt ra nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày mai. Các nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình. Cộng hòa Azerbaijan khôi phục lại hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam sau 25 năm gián đoạn. Phim tài liệu Sắc màu Nhật Bản, nơi khán giả truyền hình khám phá thiên nhiên văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2016, Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC sẽ tiếp tục thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và triển khai thực hiện mua bán nợ xấu theo giá thị trường, theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của VAMC cho biết, cơ quan này đã duyệt mua hơn 111.000 tỷ đồng nợ gốc của các tổ chức tín dụng qua phát hành trái phiếu đặc biệt. Tính chung, từ khi hoạt động đến nay, VAMC đã phát hành hơn 243.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để xử lý nợ xấu. Cùng với việc mua nợ, VAMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện việc thu hồi nợ, thanh toán trái phiếu đặc biệt. Lũy kế từ năm 2013 đến cuối năm 2015 đã thu hồi nợ được gần 22.800 tỷ đồng, bao gồm thu từ bán nợ, tài sản bảo đảm, đạt 228% so với kế hoạch đề ra. Thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các tổ chức tín dụng với giá trị khoảng 11.740 tỷ đồng. Từ đầu tuần đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ tỷ giá trung tâm. Sáng nay, cơ quan này lại tiếp tục giảm thêm 5 đồng, đưa tỷ giá trung tâm về mức 21.901 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Như vậy là ngày hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm với tổng mức giảm là 16 đồng 1 đô la Mỹ. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.559 đồng và tỷ giá sàn là 21.244 đồng 1 đô la Mỹ sau khi giảm mạnh giá đô la Mỹ trong những phiên gần đây về mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Từ nhiều năm qua thì dầu khí là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Việt Nam và nước Cộng hòa Azerbaijan. Dưới thời Liên Xô thì Azerbaijan đã đào tạo cho Việt Nam gần 4.000 sinh viên ngành năng lượng, đặc biệt là trong dầu khí. Tuy nhiên trong 25 năm qua thì hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và quốc gia này đã bị gián đoạn. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu và tiềm năng của lĩnh vực hợp tác này, Cộng hòa Azerbaijan đang có những bước khởi động lại sự hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam. Từ ngày 19 tháng 1 cho tới ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội, đại diện một số trường đại học Azerbaijan đã phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức các buổi giới thiệu về cơ hội hợp tác với các trường đại học của Việt Nam. So với thời Liên Xô, những lĩnh vực đào tạo mà Azerbaijan muốn hợp tác với Việt Nam đã mở rộng và đa dạng hơn nhiều. Ngoài năng lượng và dầu khí, còn có các chuyên ngành như ngoại giao, kinh tế, quản trị, kinh doanh. Hiện nay, tại Azerbaijan có 20 sinh viên Việt Nam đang theo học theo chế độ học bổng của nhà nước Azerbaijan, trong đó có 3 sinh viên học tại Đại học Ngoại giao ADA. ADA là trường quốc tế. Nhiều sinh viên nước ngoài học ở đây, trong đó có cả sinh viên Việt Nam. Chúng tôi đánh giá rất cao việc học của sinh viên Việt Nam. Họ rất thông minh.
Vì thế chúng tôi muốn thu hút nhiều học sinh hơn từ Việt Nam. Đó cũng là mục đích chính của chuyến thăm Việt Nam và giới thiệu về ADA lần này. Và chúng tôi hy vọng kết quả sẽ tốt. Thực sự sau khi xem xong những cái đoạn clip, sau khi nghe xong những cái lời giới thiệu của bên trường, thì tôi cảm thấy rất là hứng thú. Tôi cảm thấy môi trường đại học ở nước ngoài thực sự đem đến cho sinh viên Việt Nam rất là nhiều cơ hội. Mình không chỉ học hỏi được chuyên ngành bên ấy, mà ngoài ra có thể biết được nhiều thứ về như văn hóa, con người, hay là cách người ta vận hành doanh nghiệp, hay là cách người ta sống, người ta làm việc như thế nào. Sau đó, để từ đó mình chuyển trở về Việt Nam và có thể làm tốt được công việc của mình. Tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Diễn đàn Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan đã được tổ chức tại thủ đô Baku. Khi đó, phía Việt Nam đã đề xuất khôi phục việc tiếp nhận sinh viên Việt Nam vào các trường đại học của Azerbaijan, đồng thời tổ chức nghiên cứu khoa học hỗn hợp, trao đổi sinh viên giữa hai nước. Các trường đại học Việt Nam hiện đang tích cực mở rộng hợp tác với các trường đại học trên thế giới. Họ sẵn sàng hợp tác với ADA, một trong những cơ sở giáo dục của Azerbaijan đang rất chú trọng tới việc thu hút sinh viên Việt Nam. Trong cái thời gian tới thì nhà trường có thể là phát triển chương trình trao đổi sinh viên với Đại học ADA của Azerbaijan để sinh viên bắt đầu có những sự tiếp cận đầu tiên, khám phá về môi trường học tập ở nơi đây. Và nếu có thể thì nhà trường sẽ phát triển thêm những cái hoạt động mới như là các chương trình đào tạo về đại học hay là thạc sĩ với ADA tại Azerbaijan. Sau cái buổi trình bày vừa rồi và giới thiệu về chương trình đào tạo của bạn thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những chương trình mà nếu có điều kiện mở rộng thì sinh viên Học viện Ngoại giao sẽ quan tâm. Để đẩy mạnh việc khởi động lại hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam, trong năm nay, Đại sứ quán Azerbaijan dự định sẽ tăng cường tổ chức các buổi giới thiệu và hội thảo như thế này, góp phần đưa nhiều trường đại học của nước Cộng hòa này đến gần với các trường đại học Việt Nam hơn nữa. Về vụ việc khách du lịch Việt Nam bỏ trốn trong hành trình đến đảo Jeju, Hàn Quốc, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Du lịch Hà Nội đã liên hệ với các cơ quan chức năng và xác định các doanh nghiệp cá nhân liên quan đến việc tổ chức tour du lịch này, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân lên làm việc. Vụ việc xảy ra khi đoàn 163 hành khách Việt Nam đi trên chuyến bay của Vietjet Air đến đảo Jeju của Hàn Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, do công ty Worry Club Tourist Development trụ sở tại Hàn Quốc thuê trọn chuyến khai thác chương trình này. Trong số khách này có 8 khách không được nhập cảnh, còn lại 155 khách được nhập cảnh thì có tới 59 khách bỏ trốn trong thời gian ở đảo Jeju. Hiện các nhà chức trách Hàn Quốc đã tìm thấy 26 khách và đã trục xuất về Việt Nam, số còn lại vẫn đang tìm kiếm tại Hàn Quốc. Trước vụ việc này, Sở Du lịch Hà Nội đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tổ chức tour cho khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài trên địa bàn, khuyến cáo thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý khách và các quy định của pháp luật hiện hành. Sở Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ sự việc và xử lý triệt để các vi phạm theo quy định của pháp luật. Bằng nhiều hình thức vận động, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã triển khai 8 chương trình hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền 300 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở 13 tỉnh thành Tây Nam Bộ trong năm 2015. Trong đó nổi bật nhất là tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho gần 5.000 người nghèo, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 90 trường hợp nguy cấp, hơn 400 hộ nghèo được nhận nhà tình thương với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng, 700 học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học bổng tiếp sức đến trường. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở vùng Tây Nam Bộ luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhờ tính công khai minh bạch và đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Tin vui cho người lao động về mức thưởng Tết năm nay. Có tới 87% số doanh nghiệp báo cáo là có tiền thưởng Tết âm lịch Bính Thân 2016, bình quân khoảng một tháng lương, tức là khoảng 5 triệu rưỡi một người, tăng 15,7% so với năm trước. Đây là số liệu khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền thưởng Tết năm nay. Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng một người là doanh nghiệp FDI ở Hải Dương. Người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng một người, doanh nghiệp FDI ở Bình Phước. Tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng một người và người có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng một người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng một người ở doanh nghiệp dân doanh và người có mức thưởng thấp nhất là hơn 3 triệu đồng một người ở doanh nghiệp FDI. Thưa quý vị, đã trở thành thông lệ, mỗi năm trước dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại tổ chức những chuyến tàu vận chuyển hàng Tết phục vụ cán bộ chiến sĩ cũng như cư dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống
tại quần đảo Trường Sa. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng gió bất thường, nhưng những tình cảm của đất liền đã an toàn đến với Trường Sa. Rời cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, tàu HQ996, một trong bốn con tàu thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng Tết đến quần đảo Trường Sa, bắt đầu hành trình trên biển. Hai ngày hai đêm vượt muôn trùng sóng gió, con tàu đã đến điểm đảo đầu tiên, đảo Song Tử Tây. Vượt biển khơi vận chuyển đã khó, nhưng để đưa được hàng hóa lên đảo một cách an toàn cũng gặp nhiều gian nan. Tàu lớn phải neo đậu ngoài xa, toàn bộ hàng hóa chỉ có thể truyền tải bằng xuồng nhỏ. Trong điều kiện sóng to gió lớn, chỉ một chút bất cẩn là không chỉ mất công vận chuyển, mà cán bộ, chiến sĩ và cư dân trên đảo sẽ không trọn niềm vui khi xuân về. Đây là tình cảm và cái hơi ấm của đất liền đến với các lực lượng trên biển đảo. Do đó là từng đồng chí một, từng lực lượng phải xác định tốt cái tinh thần trách nhiệm từ khâu bao gói, khâu vận chuyển. Vượt qua các cái sóng gió như vậy, nhưng mà đến nơi thì chúng tôi đã giao cụ thể từ cái việc sắp đặt ở dưới hàng, ở dưới hầm hàng, rồi là vận chuyển từ tàu xuống xuồng và đưa lên đảo. Bắt đầu lên, anh em đầu tiên, khâu đầu tiên là phải mở ra để lau chùi những cái hơi mặn, đặc biệt là lá rong, để đảm bảo cho chất lượng, để đưa vào phục vụ cho các mặt hàng, bảo đảm Tết cho chất lượng nhất. Đối với cán bộ chiến sĩ và cư dân nơi đảo xa, những túi hành, túi tỏi hay những bó lá rong không chỉ là những yếu phẩm thiết yếu hàng ngày, mà còn là hương vị từ đất liền. Đây mới thật sự là điều có ý nghĩa nhất trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, bởi khi đó họ sẽ ấm lòng khi biết rằng dẫu xa xôi cách trở, vẫn luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ của người dân cả nước. Những vật phẩm dù là nhỏ cũng đã được chuẩn bị một cách chu đáo. Điều này thể hiện rõ cái sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của quân và dân trên đảo Trường Sa. Và cũng chính điều này đã thể hiện rất rõ rằng Trường Sa nhưng không xa, bởi nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ấy luôn nằm trong trái tim của những người dân Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 1, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về bộ phim tài liệu hợp tác sản xuất đầu tiên giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TBS của Nhật Bản, có tên là Sắc màu Nhật Bản. Bộ phim được thực hiện trong tháng 11 năm 2015 tại Nhật Bản, mang đến cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, cũng như khám phá nền văn hóa và các tiến bộ kỹ thuật của xứ sở mặt trời mọc. Bộ phim truyền hình thực tế Sắc màu Nhật Bản được ghi hình liên tục trong 20 ngày tại 7 tỉnh thành trải dài từ Bắc xuống Nam của Nhật Bản như Aomori, Yamagata, Niigata, Oita. Không chỉ được trau chuốt về mặt hình ảnh, Sắc màu Nhật Bản còn cuốn hút người xem bởi những trải nghiệm tại Nhật của MC Hồng Phúc của Đài truyền hình Việt Nam và các nữ MC của một số đài truyền hình địa phương như tham gia biểu diễn kịch nô, làm rượu hay gặp gỡ nhà khoa học đã dùng hơi nước nóng để tạo ra điện năng. Mục đích của chương trình lần này trước hết là để khán giả Việt Nam biết đến vẻ đẹp của những địa phương khác của Nhật Bản. Ngoài những cái tên quen thuộc như Tokyo, Osaka, Kyoto, chúng tôi đã cố gắng chọn những địa điểm đặc sắc để MC Hồng Phúc cũng như khán giả có thể cảm nhận về Nhật Bản một cách chân thực nhất. Và qua cái chương trình này thì tôi cảm thấy một điều rằng là người Nhật họ cũng rất giống người Việt Nam, rất là gần gũi, thân thiện và mến khách. Hy vọng qua Sắc màu Nhật Bản thì khán giả Nhật Bản và khán giả Việt Nam sẽ hiểu nhau hơn và sẽ tìm đến những cái giá trị văn hóa, và đặc biệt là tôi rất mong sẽ có một cái sắc màu Việt Nam đến với Nhật Bản. 7 tỉnh thành nói trên được lựa chọn dựa trên những nét nổi bật về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy, bộ phim sẽ đưa đến cho khán giả một cái nhìn gần gũi và mới mẻ hơn về đất nước, con người Nhật Bản. Tôi có thể cảm nhận là càng khám phá nước Nhật thì tôi càng cảm thấy là rất là khâm phục, bởi vì những con người ở nơi đây, người ta không ngừng sáng tạo, không ngừng vươn lên và có những cái ý thức gìn giữ cho muôn đời sau. Và tôi hy vọng là tất cả những cái đó thì là cái thông điệp mà chương trình sẽ truyền tải tới cho khán giả Việt Nam. Bộ phim tài liệu Sắc màu Nhật Bản không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, khoa học kỹ thuật của các địa phương Nhật Bản, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với việc hợp tác sản xuất giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TBS Nhật Bản. Từ đó, hai bên sẽ có nhiều hơn các chương trình giới thiệu với nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa hai quốc gia. Từ bức tường tuyết cao gần 20 mét ở tỉnh Toyama đến lễ hội đèn lồng ở tỉnh Aomori, hay trải nghiệm trên chuyến tàu siêu tốc 250 km/h. 9 tập phim Sắc màu Nhật Bản với thời lượng 60 phút mỗi tập sẽ đến với khán giả Việt Nam bắt đầu từ ngày 24 tháng 1
trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam Chủ nhật hàng tuần. Những hình ảnh trong bộ phim tài liệu Sắc màu Nhật Bản vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình của chúng tôi trên trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.